Hậu quả của việc neo cấy thép chờ bằng keo giả các bạn nên xem để tránh nhé. Như công trình này nằm tại Xuân Mai, Hà Nội thì chủ đầu tư đã tự mua keo về để cho anh em thợ xây là tiến hành là neo cấy thép chờ. Nhưng mà chủ đầu tư đã mắc phải hai lỗi sai cơ bản. Thứ nhất là mua cái sản phẩm keo giả để neo cấy thép. Thứ hai là để cho anh em thợ xây tự thực hiện neo cấy thép nó không đúng cái tiêu chuẩn kỹ thuật, dẫn đến cái tình trạng là chủ đầu tư lại phải gọi chúng tôi xuống để thực hiện neo cấy thép chờ lại. Thì toàn bộ các cái vị trí đầu thép cột là neo cấy thép phi 20 các bạn, chúng tôi đã xuống thực hiện neo cấy thép chờ lại thì vẫn có thể dễ dàng rút được các cái thanh thép mà đã thực hiện neo cấy trước đó một ngày rồi các bạn nhé. Thì do là cái keo giả nó không chết được, nó không khô. Thứ hai nữa là anh em thợ xây khoan nó không đủ cái chiều sâu cũng như là vệ sinh nó không sạch. Một cái công trình đổ bê tông kiên cố như này mà chúng ta lại thực hiện neo cấy thép chờ bằng keo giả cũng như là không đúng cái tiêu chuẩn kỹ thuật thì nó sẽ gây mất an toàn cho các cái hệ thống mà chúng ta thực hiện neo cấy. Và những thanh thép nào mà chúng tôi rút được ra thì chúng tôi sẽ tiến hành là khoan lại cho nó đủ cái chiều sâu. Còn những cái thanh nào mà không rút được ra các bạn thì anh em thợ xây phải tiến hành là cắt đi và chúng tôi sẽ tiến hành là khoan lại ở các cái vị trí khác. Bởi vì khoan vị trí thép cột này thì nó cũng khá là nhiều thép chờ các bạn, nên là nhiều khi là anh em khoan mà gặp thép lại không có khoan sang cái vị trí khác, mà cứ thế là tiến hành là khoan được bao nhiêu là cắm thép bấy nhiêu thì nó sẽ không đúng cái tiêu chuẩn kỹ thuật các bạn nhé. Và trước khi khoan các bạn nhé, là chúng tôi sẽ tiến hành là đánh dấu tại cái vị trí mũi khoan làm sao cho nó đủ cái chiều sâu để đảm bảo cái tiêu chuẩn neo cấy. Trong khoan cấy thép ấy thì thông thường cái tiêu chuẩn neo cấy là các bạn sẽ phải neo cấy với cái độ sâu là 10 lần đường kính thép. Như ở đây khoan cái thép chờ cột phi 20 thì các bạn sẽ cần phải khoan sâu 20 cm, và chúng tôi sẽ tiến hành là thực hiện là khoan tạo lỗ. Công trình này thì chúng tôi khoan thép phi 20 thì chúng tôi sẽ sử dụng mũi khoan phi 25 và khoan sâu với chiều sâu là 20 cm. Khoan tạo lỗ xong hết rồi thì chúng tôi sẽ tiến hành là vệ sinh sạch, loại bỏ hoàn toàn các cái bụi bẩn, các cái mạt bám ở bên trong cái thành lỗ khoan các bạn nhé. Quá trình mà chúng ta làm sạch cái lỗ khoan nó rất là quan trọng để đảm bảo liên kết tốt giữa cái thanh thép chờ với cái sàn bê tông của chúng ta. Nên các bạn lưu ý là khi mà chúng ta thực hiện neo cấy bất kể các cái vị trí nào thì đầu tiên là các bạn phải sử dụng cái keo nó chính hãng, ví dụ như là Ramset hoặc là Hiti hoặc là Boston. Thứ hai nữa là chúng ta phải khoan cấy theo đúng cái tiêu chuẩn kỹ thuật của cái hãng keo nó đưa ra, và chúng ta phải vệ sinh sạch. Và ở công trình này thì chúng tôi sẽ thực hiện neo cấy lại cái thép chờ cột này bằng cái keo Ramset Econ G5 Pro, một cái sản phẩm chuyên dụng để neo cấy thép có cái chất lượng cực kỳ tốt, được nhập khẩu tại Mỹ các bạn nhé. Và để mua các cái sản phẩm keo neo cấy thép chính hãng thì các bạn có thể liên hệ qua số hotline 0911887113 hoặc là qua trực tiếp tại cửa hàng số 156 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội. Ramset Hà Nội chúng tôi cam kết 100% chỉ bán hàng chính hãng, nói không với hàng giả hàng nhái, nên các bạn có thể yên tâm mua các cái sản phẩm bên tôi. Sau khi vệ sinh sạch các cái vị trí lỗ khoan rồi thì chúng tôi sẽ tiến hành là lắp cái keo vào súng bơm để có thể tiến hành bơm keo vào bên trong cái lỗ khoan. Thì thông thường chúng tôi sẽ bơm cái lượng keo vào khoảng 2/3 lỗ khoan các bạn. Và chúng tôi bơm xong chúng tôi sẽ tiến hành là cắm thép chờ. Thì các bạn lưu ý thì các bạn sẽ vừa cắm vừa xoay cái thanh thép chờ cho đến khi cái thanh thép chờ nó kịch đến cái lỗ khoan và keo nó đã trào đều ra bên ngoài miệng thì chúng ta đã đạt được đúng cái tiêu chuẩn thực hiện neo cấy rồi. Và sau khi neo cấy thép chờ xong thì các bạn cần chờ từ 3 cho đến 5 giờ thì các bạn có thể tiến hành là thực hiện uốn thép cũng như là nắn thép và chúng ta có thể là ghép cốt pha đổ bê tông được. Về cái công tác thực hiện neo cấy thép ấy các bạn thì nó cũng khá là đơn giản thôi, nhưng mà để khoan được các cái vị trí mũi khoan cho nó đủ chiều sâu với cái khu vực mà kết cấu thép nó dày nó cũng khá là phức tạp, mà chúng ta không có những cái máy móc nó chuyên dụng nó to để chúng ta thực hiện khoan thì nó sẽ rất khó các bạn nhé. Như công trình này là chủ đầu tư để cho anh em thợ xây tự khoan, là nên là một số cái điểm mũi khoan các bạn là anh em thợ xây là khoan gặp thép là không có tiến hành là khoan chuyển các cái vị trí mũi sang các điểm khác, mà cứ thế là tiến hành cắm thép với lại là sử dụng keo giả nên là keo nó không chết được các bạn nhé. Đấy là đầu tiên là cái lỗi về sản phẩm nó không đúng, không đạt cái chất lượng.
Thứ hai nữa là khoan nó không đúng cái tiêu chuẩn kỹ thuật cũng như là không vệ sinh sạch. Không thể nào đóng được hết được. Nếu nó không hướng thắt thì đóng nó xuống, nhưng nếu nó vào cái má thắt này không bao giờ đóng được. Vậy mình lên chân. Bây giờ mình khó luôn, nó còn đám cái tiếp khác. Còn theo mình làm nó là không ăn được nữa. Cắt 1m6 chân tay đóng 20 quay lại đứng này là không nhìn thấy đến gần đến vẫy vẫy nhận ra cái xương này cùn quá đi lì mà chỉ ghi đề thôi mà chỉ ghi đề nào đấy còn 9 hàng hỏi là mặt nằm. Vậy là vừa rồi tôi đã chia sẻ đến các bạn một cái công trình neo cấy thép bằng keo giả, và chúng tôi đã thực hiện neo cấy thép lại bằng cái sản phẩm keo chính hãng Ramset Econ G5 Pro và cái quy trình tiêu chuẩn để thực hiện neo cấy. Nếu các bạn có gì chưa hiểu hoặc là có gì thắc mắc thì các bạn có thể để lại comment ở dưới video hoặc là liên hệ qua số hotline 0911887113. Các bạn thấy nội dung chúng tôi chia sẻ hữu ích thì các bạn đừng quên nhấn like hoặc là đăng ký kênh để có thể ủng hộ cho kênh tư vấn xây dựng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.